Dream đang lên đĩa trước đĩa sau mâm rider tại tiệm chiếc xe Khánh đang ráp nha nè, full mâm rider, full bộ đĩa trước đĩa sau. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước sau cho Dream đi bánh mâm bánh căm đều được nha nè, cứ qua tiệm chiếc xe Khánh ha, tiệm Khánh nhận lên full bộ đĩa trước và đĩa sau cho anh em. Anh em mà tranh thủ tới sớm nha nè, 8 giờ mở cửa ha. Đây, đang chuẩn bị rắp bánh rắp heo nha nè. Heo đít xin bạc. Xin bạc nha nè. Anh em liên hệ ngay số điện thoại 0389910535. À, Khánh có ship Hàn Quốc cho anh em ha. Tâm mà qua là có công việc bỏ qua cái bộ đó. Thấy ông làm nhảy vô đủ má bám số đít liền vậy nè. Wow. Anh em tranh thủ tới sớm nha anh em, tại đó, xe kẹt đông làm không kịp, đợi tới tối mới xong nha anh em, tranh thủ ha.